tạm giữ hai đối tượng chặn đường hành hung dã man tài xế taxi giữa đường. Hàng trăm hộ dân di chuyển khỏi các chung cư xuống cấp sau ảnh hưởng của siêu bão. Một nhân tố mới trên biển khiến khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn. Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty tự ý bán công trình của đối tác lấy tiền rồi bỏ trốn. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến hành vi gây dối trật tự công cộng vừa xảy ra trên địa bàn, ngày 6 tháng 10, Công an thành phố Từ Sơn thông tin đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hai người chặn đường, hành hung tài xế xe taxi Sa Mai Bắc Ninh. Hai đối tượng đều trú tại tổ dân phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam tài xế bị nhóm người chặn đường hành hung. Theo nội dung đoạn clip, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 10 phút ngày 2 tháng 10 trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn qua phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn. Trong lúc taxi biển số Bắc Ninh 99A vượt ô tô con khác biển kiểm soát 30K599.58 đang dừng đỗ bên đường, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, sau đó xe biển 99A lùi lại cho xe con tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên vài phút sau, khi xe biển kiểm soát 30K599.58 về đến nhà, nhóm người trên xe và một số người thân đã chặn đường. Tài xế sau đó bị một số người lao vào trong xe đánh đấm túi bụi. Chiếc xe của nạn nhân cũng bị đập gãy gương chiếu hậu. Tài xế taxi sau đó phải nhập viện điều trị. Người nhà nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài xế đang trên đường chở khách từ Bắc Ninh đến Hà Nội. Sự việc cũng khiến nữ hành khách hoảng sợ chạy khỏi xe. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì cách hành xử của những người liên quan. Hiện nam tài xế vẫn bị đau được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn. Thời gian vừa qua đã có hàng trăm hộ dân tại tòa trung cư A7-A8 Vạn Mỹ hối hả thu dọn tài sản đồ đạc có giá trị để di rời tới nơi ở tạm được chính quyền bố trí để sớm ổn định cuộc sống. Nhiều cán bộ phường hỗ trợ người dân thống kê kiểm đếm tài sản đồ đạc, còn lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ tích cực hỗ trợ di rời tài sản cho người dân đến nơi ở tạm. Sau bão số 3, tòa chung cư cũ A7, A8, Vạn Mỹ cao 5 tầng thuộc phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bị nghiêng, hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực đến tường tre, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Thành phố đã bố trí nơi ở tạm, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Là một trong những hộ thuộc diện di rời đầu tiên, bà Nguyễn Thị Minh Thúy chia sẻ, gia đình bà ở trung cư A7 Vạn Mỹ hơn 20 năm qua luôn nơm nớ nớp vì căn hộ bà ở trung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, cấp độ D, nhiều mảng tường vỡ, bong chóc, lộ cốt thép, thấm rột, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài từ nhà này sang nhà khác. Mỗi khi bão lớn, gia đình bà và hàng xóm lại được cơ quan chức năng di rời sơ tán. Một hộ dân khác cũng từng sống hàng chục năm ở tòa nhà A8 chia sẻ, sau bão gia đình bà được cơ quan chức năng bố trí ở tạm tại tầng 24 tòa HH1 Đồng Quốc Bình, rộng 49 m2 ở trung tâm thành phố với đầy đủ tiện ích. Ông Lê Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền thông tin, trước thời điểm bão số 3 đổ bộ, quận và các đơn vị liên ngành đánh giá tòa A7, A8 và dãy chung cư 5 tầng Vạn Mỹ không an toàn do đã xuống cấp nghiêm trọng cấp đề. Do đó, quận đề xuất sơ tán hàng nghìn người dân khu trung cư này tới nơi tạm lánh tránh bão. Sau bão, tòa A7 bị nghiêng, hư hỏng tổng thể từ kết cấu chịu lực đến tường tre, có nguy cơ đổ sập rất nguy hiểm. Do đó, quận Ngô Quyền và Sở Xây dựng đề xuất và thành phố quyết định di rời bố trí khẩn cấp cho 200 hộ dân tại hai tòa trung cư A7-A8 về tạm trú ở các khu trung cư 5 tầng canh dương, khúc thử dụ và các khu nhà ở xã hội Đồng Quốc Bình. Đối với các hộ dân tự lo chỗ tạm cư, thành phố sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng một hộ mỗi tháng để họ ổn định nơi ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền cho biết, tòa trung cư A7-A8 Vạn Mỹ hiện có 303 hộ dân sinh sống, phải di chuyển khẩn cấp. Đến nay, 110 hộ đã được bố trí tạm trú tại các căn hộ HH1 Đồng Quốc Bình. 84 hộ được bố trí tạm lánh tại trung cư Phường Canh Dương. Đối với các hộ còn lại, quận Ngô Quyền đang tiếp tục bố trí nơi ở cho người dân. Chuyên gia cho biết, các chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960-1970, phần lớn đã xuống cấp không đủ điều kiện để người dân ở. Các tòa chung cư cũ chủ yếu có kết cấu xây dựng bằng gạch, nguồn vật liệu thời điểm đó không được tốt như bây giờ. Đến nay các tòa chung cư này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thành Hưng, giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, hiện toàn thành phố có 205 chung cư cũ xuống cấp, trong đó 97 chung cư ở mức nguy hiểm cấp D. Những năm gần đây, địa phương đã phá 22 tòa, còn lại 75 tòa trung cư cũ với hơn 2.600 hộ dân sinh sống. Thành phố đã có chủ trương ngừng sử dụng, tổ chức di rời và sơ tán các hộ dân khỏi các trung cư nguy hiểm cấp D. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và rông trong đêm qua và sáng sớm nay, ngày 7 tháng 10. Do ảnh hưởng của một vùng nhiễu động trên biển, Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6 tháng 10 đến 3 giờ ngày 7 tháng 10 có nơi trên 40 mm như Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 46,4 mm, Hòa Liên, Đà Nẵng 41,6 mm. Dự báo ngày và đêm 7 tháng 10, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa cường suất lớn trên 100 mm trên 6 giờ, có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày và đêm nay, ngày 7 tháng 10 cũng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trước khi đón mưa rông vào chiều tối, khu vực này ngày nắng gián đoạn, ít mưa, nhiệt độ cao nhất khu vực Bình Định đến Bình Thuận từ 28 đến 31 độ, ở Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh miền Bắc hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2 đến 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ. Vùng núi 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Hà Nội hôm nay ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2 đến 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ có nơi trên 30 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa. Liên quan đến vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư AVS Đắk Lắk, mới đây văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam Lê Hữu Hưng, 41 tuổi, tổng giám đốc để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tháng 7 năm 2020, Hưng ký hợp đồng với giám đốc một công ty về việc thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời. Theo hợp đồng, công ty của Hưng sẽ bàn giao trọn gói kèm theo quyền sử dụng đất diện tích 2,5 ha là nơi thi công dự án. Sau khi ký kết, Hưng đã nhận của đối tác tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Cùng với đó, công ty đối tác sẽ đầu tư tiền cho công ty của Hưng để thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xã Cư Pơn, huyện Cờ Đông Búc, tỉnh Đắk Lắc. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2020, Hưng đã ký biên bản bàn giao các công trình trên cho đối tác để đưa vào hoạt động sau khi việc thi công hoàn thành. Sau khi đã bàn giao dù không được sự đồng ý của đối tác, Hưng đã tự ý ký văn bản ủy quyền và giao lại các công trình thuộc dự án trên cho người khác để bán tài sản do còn nợ tiền của nhiều người. Khi sự việc bị phát giác, đối tác yêu cầu Hưng bồi thường, hoàn trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng đã bàn giao trước đó. Hưng đã xin đối tác cho nợ và hứa trả nợ dần thì được đồng ý. Sau nhiều lần khất nợ, nhận thấy bản thân không thể trả được nợ nên Hương đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền trên vào đầu năm 2022. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của những người liên quan và thu hồi tài sản cho bị hại. Ngày 6 tháng 10, cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế thông báo về thủ đoạn giả danh các đoàn thanh tra kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Theo thông tin phản ánh từ một số cơ sở y tế và báo chí, Tại nhiều tỉnh, thành phố có hiện tượng giả mạo văn bản chỉ đạo của Sở Y tế như thông báo quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng số điện thoại giả danh là lãnh đạo Sở Y tế, thanh tra Sở Y tế hoặc tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm gọi điện đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý yêu cầu đại diện cơ sở có mặt tại cơ sở sản xuất kinh doanh để làm việc với đoàn thanh tra kiểm tra cho số điện thoại để cơ sở liên lạc các đối tượng này đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước để cắt ghép và gửi cho chủ cơ sở đây là thủ đoạn lợi dụng cơ quan chức năng nhằm gây tâm lý hoang mang lo sợ để từ đó yêu cầu các chủ cơ sở nếu muốn không bị kiểm tra thì chuyển tiền để không bị kiểm tra với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trước thực trạng trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý về an toàn thực phẩm của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thông tin đến cán bộ nhân viên các cơ quan truyền thông của tỉnh, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn biết được thủ đoạn nêu trên. Trường hợp các cơ sở sản xuất kinh doanh phát hiện các văn bản nghi ngờ giả mạo, văn bản thường sai về thể thức, nội dung yêu cầu thanh tra, kiểm tra hoặc văn bản cắt ghép hoặc không đúng chức danh của người ký văn bản, chữ ký giả mạo, thông báo đến đường dây nóng của Sở Y tế, thanh tra Sở Y tế, tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Các đơn vị phối hợp với cơ quan công an để xử lý những trường hợp phát hiện sai phạm theo quy định của pháp luật. Theo Cục An toàn Thực phẩm, đối với các tỉnh ảnh hưởng của bão số 3 Iagi, đề nghị thông báo cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm về nghị quyết số 143 của chính phủ, trong đó có nội dung yêu cầu tạm ngưng các hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 Iagi, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát trước đó như đã đưa tin thời gian gần đây tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng giả mạo văn bản của sở y tế về việc thành lập các đoàn thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm mới đây nhất tại thanh hóa xuất hiện văn bản giả mạo chữ ký phó giám đốc sở y tế thanh hóa có nội dung kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh sở y tế thanh hóa đã phải có văn bản gửi công an tỉnh các huyện thị thành phố và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh khẳng định các quyết định và thông báo này là giả mạo sở y tế không ban hành bất kỳ văn bản nào như những thông tin và hình ảnh đang xuất hiện trên mạng xã hội mà người dân cung cấp đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ các đối tượng mạo danh nếu nhận được thông tin giả mạo cần liên hệ đến sở y tế chỉ cục vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý vụ việc Mới đây, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Minh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Thị Ngọc, sinh năm 1977, trú tại thôn Cốc Tróng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, nguyên là hiệu trưởng trường mầm non xã Bạch Đích về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra ban đầu xác định từ tháng 11, tháng 12 năm học 2020-2021, năm học 2021-2022, năm học 2022-2023, trên cương vị là hiệu trưởng trường mầm non xã Bạch Đích, đồng Thị Ngọc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để lập khống chứng từ rút tiền kinh phí chi cho nhân viên phục vụ nấu ăn theo quy định của chính phủ, sau đó Ngọc đã chi sai mục đích số tiền đã rút, được gây thiệt hại tổng số tiền gần 190 triệu đồng. Trước đó vào cuối năm 2023, một số phụ huynh trường mầm non Bạch Đích phản ánh việc nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp 10.000 đồng một ngày và 2,5 kg gạo một tháng mà không sử dụng số tiền được chính phủ hỗ trợ để chi cho các em ăn uống buổi trưa. Trường tự ý chi các khoản chi khác không qua họp phụ huynh, không minh bạch trong thu chi, thêm vào đó nhiều khoản chi mua đồ dùng phục vụ bán trú cũng tự ý thu của các phụ huynh. Liên quan đến nội dung trên vào tháng 12 năm 2023, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Minh đã có báo cáo chi tiết, cụ thể đối với việc tổ chức thực hiện các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc cho trẻ tại trường, nhà trường chưa tổ chức thành lập ban đại diện cha mẹ trẻ theo hướng dẫn tại điều lệ trường mầm non, các lớp học chưa thành lập ban đại diện cha mẹ trẻ theo từng lớp việc tổ chức họp phụ huynh để thống nhất nội dung giáo dục các khoản đóng góp mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ bán chú cho học sinh từ đầu năm học đã được nhà trường chỉ đạo nhưng thực hiện chưa nghiêm túc việc họp bàn thống nhất giữa nhà trường giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh về các chế độ chưa chặt chẽ nhiều phụ huynh không biết hoặc chưa nắm rõ được chủ trương kế hoạch mua sắm chi tiêu của nhà trường không có đầy đủ biên bản các cuộc họp Đối với việc thực hiện quy định về công khai và các chế độ chính sách khác của học sinh, nhà trường chưa thực hiện đầy đủ các nội dung về công khai, khẩu phần ăn hàng ngày, thực đơn bữa ăn hàng ngày, hồ sơ quản lý các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện nuôi dưỡng ăn bán chú, chưa khoa học. Không đủ các nội dung theo quy định về nội dung thu 10.000 đồng một học sinh một ngày, nhưng nhà trường chi tiêu còn tồn dư. Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 46 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 67 năm 2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2024. Trong quá trình xây dựng Thông tư số 46, Bộ Công an nhận định việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định có tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, các trường hợp chống đối còn lợi dụng, xúi dục người dân, gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo điểm C khoản 1 điều 5 của thông tư mới, Bộ Công an quy định nội dung công khai của Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gồm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. Như vậy, so với quy định trước đây, nội dung công khai trang phục, số hiệu công an nhân dân đã được loại bỏ. Một điểm mới quan trọng khác, Thông tư 46 năm 2024 bãi bỏ các nội dung công khai gồm: kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề và giao thông, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện. Ngoài ra, tại điều 11 của thông tư mới ban hành quy định về hình thức giám sát của người dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng được thay đổi. Cụ thể, theo quy định mới, người dân được giám sát thông qua 5 hình thức sau: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ Kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Việc giám sát phải đảm bảo các điều kiện gồm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ ở ngoài khu vực thực thi công vụ. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 15 tháng 11 tới đây, hình thức giám sát lực lượng chức năng đang thực thi công vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình sẽ được loại bỏ. Theo đại diện cục cảnh sát giao thông, Thông tư 32 năm 2023 cũng có nội dung đề cập đến quyền kiểm tra, yêu cầu xuất trình kế hoạch đối với lực lượng đang thực thi công vụ. Việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng. Đối với người dân hay người vi phạm, bất kỳ ai cũng có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, có thể giám sát trực tiếp qua báo chí hoặc thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Tuy nhiên, người dân chỉ được giám sát cảnh sát giao thông ở khu vực bên ngoài phạm vi làm việc của lực lượng tuần tra kiểm soát. Đại diện cục cảnh sát giao thông nhấn mạnh, đặc biệt việc giám sát của người dân không được gây cản trở làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của người đang thực thi công vụ. Cháu L.A.H 7 tuổi ngụ Hà Giang được một bệnh viện tư nhân chuyển đến bệnh viện Bạch Mai Hà Nội trong tình trạng sốt cao, phát ban nhiễm trùng, nổi mẩn ngứa toàn thân, mệt mỏi, đau vùng thượng vị, khó thở, nhịp tim nhanh, bụng trướng. Khi bác sĩ hỏi bệnh, người nhà cho biết cách nhập viện khoảng 5 ngày, bệnh nhi bị ho khan không sốt. Gia đình đã tự mua thuốc kháng sinh, thuốc ho, thuốc kháng viêm cho cháu uống với hàng chục loại thuốc khác nhau. Sau khi uống thuốc được một ngày, bệnh nhi xuất hiện tình trạng đau bụng sốt gần 38 độ C, mẩn ngứa phát ban toàn thân. Gia đình tiếp tục cho trẻ uống thêm thuốc chống dị ứng, nhưng không thấy đỡ, trẻ càng nổi nhiều mụn đỏ hơn và ngứa nhiều hơn, bụng đau dữ dội. Gia đình cho cháu đi khám ở bệnh viện gần nhà nhưng tình trạng không đỡ nên đã chuyển tới bệnh viện Bạch Mai. Tại trung tâm nhi khoa, cháu trai được khám lâm sàng và làm một số xét nghiệm như sinh hóa máu, khí máu và đông máu cơ bản. Bệnh nhi được chẩn đoán sốc phản vệ độ 2, nghi do bị dị ứng thuốc, trong đó có một số loại kháng sinh, long đờm, chống viêm, chống dị ứng và một số thuốc viên không có tem mát. May mắn bệnh nhi đã được xử trí ngay theo phác đồ chống phản vệ ở trẻ. Sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhi qua cơn nguy kịch và có những chuyển biến tích cực dần phục hồi sức khỏe. Thời gian qua, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận không ít trường hợp trẻ em nhập viện trong tình trạng bị phản vệ, đe dọa tính mạng. Biểu hiện lâm sàng của phản vệ rất đa dạng tại nhiều cơ quan như hô hấp, nghẹt mũi, hắt hơi, phù thanh quản, khó thở, có thắt phế quản, có rút cơ hô hấp, ngưng thở, tim mạch nhịp tim nhanh hạ huyết áp dối loạn nhịp tim ngừng tim thần kinh rét run vã mồ hôi sốt đau đầu chóng mặt co giật hôn mê vật vã chân tay run choáng ngất tiêu hóa đau bụng buồn nôn đại tiểu tiện không tự chủ đại tiện ra máu da liễu mày đay ban đỏ mật ngứa căn nguyên dẫn đến phản vệ rất đa dạng hàng đầu là thuốc hóa chất thâm nhập vào cơ thể theo đường ăn uống đường thở hoặc qua đường máu như tiêm truyền trong y tế có nhiều loại thuốc cần lưu ý có thể gây phản vệ như thuốc kháng sinh, thuốc gây mê, gây tê, thuốc chống viêm, các loại vaccine, các dịch truyền qua tĩnh mạch, thuốc cản quang. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quản lý tốt nguồn thực phẩm, thuốc men, nguồn hóa chất đối với trẻ. Phụ huynh không nên tự ý mua thuốc cho con uống thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, cha mẹ không nên cho trẻ tiếp xúc với hóa chất, không chơi đùa ở môi trường có côn trùng, quản lý thực phẩm, đồ uống của các em một cách nghiêm ngặt nhất. Khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường, phụ huynh khẩn trương đưa đi khám tại cơ sở y tế gần nhất. Vào khoảng 7 giờ sáng, ngày 4 tháng 10, tại khu vực xưởng lắp ráp xe điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện JK Việt Nhật, JK Bike, khu vực thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã xảy ra vụ cháy lớn. Người dân sống gần đó thấy cột khói bốc cao hàng chục mét. Theo thông tin ban đầu cho thấy, đám cháy bắt nguồn từ tầng 2 kho linh kiện và cháy lan sang các tầng khác và nhà xưởng liên kề. Được biết, khu nhà xưởng sản xuất xe điện JK Bike có diện tích hơn 3.000m2, bao gồm các khu sản xuất, lắp ráp, linh kiện, trưng bày xe thành phẩm. Nhận được tin báo, Công an tỉnh, Công an thành phố Lạng Sơn đã điều động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường dập lửa. Ước tính ban đầu, có hơn 50.000 chiếc xe điện bị thiêu rụi chưa khung, các thiết bị trong xưởng xe điện chỉ còn lại khung sắt. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ. Ngày 4 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân và một công chức địa chính xã Đức Trạch về tội giả mạo trong công tác. Hai đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Hồ Đăng Chiến sinh năm 1965, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bố Trạch, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch, Hồ Hoàng Quân sinh năm 1975, công chức địa chính xã Trung Trạch, nguyên công chức địa chính xã Đức Trạch Bố Trạch. Trước đó năm 2017, các ông Hồ Đăng Ca và Hồ Đăng N, trú tại thôn Đức Trung xã Đức Trạch xảy ra tranh chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 305 tờ bản đồ số 12 tại thôn Đức Trung nên đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch. Trong khi diện tích đất đang còn tranh chấp Ủy ban nhân dân xã chưa giải quyết đơn thì năm 2019, ông Hồ Đăng Nờ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đang tranh chấp. Thời điểm đó, Hồ Hoàng Quân là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã Đức Trạch đã làm các thủ tục và làm giả một số giấy tờ xin cấp đất để giúp ông Nờ. Sau khi hợp thức hóa hồ sơ giả, Hồ Hoàng Quân đã trình hồ sơ cấp đất cho Hồ Đăng Chiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Trạch để ký xác nhận. Bản thân Hồ Đăng Chiến biết rõ hồ sơ liên quan thửa đất trên là không đúng quy định, nhưng do có động cơ cá nhân với Hồ Đăng Nở nên đã chỉ đạo cho quân lập hồ sơ và ký xác nhận các thủ tục. Qua khám xét nơi ở nơi làm việc của Hồ Đăng Chiến và Hồ Hoàng Quân, cơ quan công an huyện Bố Trạch đã thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. Ngày 5 tháng 10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an huyện Long Hồ đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng đối với LHN, sinh năm 1988, ngụ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội. Trước đó, Công an huyện Long Hồ tiếp nhận đơn trình báo của ông Phan Thanh Phong, pháp danh Thích Tịnh Hòa, trụ trì Chùa Sơn An, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, về việc một chủ trại hòm ở địa phương đến Chùa Sơn An để live stream trên mạng xã hội Facebook và có những lời lẽ xúc phạm trụ trì và nhà chùa. Theo kết quả xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 9. Vì cho rằng vị trụ trì đã can thiệp vào hoạt động kinh doanh của mình, nên LHN, chủ trại hòm HN, đã vào Chùa Sơn An tìm trụ trì do không gặp được trụ trì chùa để nói chuyện n có to tiếng và đã đi ra ngoài cổng chùa dùng điện thoại phát một đoạn video trực tiếp trên facebook dài khoảng 3 phút với nội dung thầy thích tịnh hòa trụ trì chùa sơn an mà có hành vi kinh doanh co lái với trại hòm mt để kinh doanh hưởng hoa hồng cùng lúc này lực lượng công an xã thành đức huyện long hồ đã có mặt để ngăn chặn hành vi trao đổi làm việc với n và những người có liên quan tuy nhiên n không dừng đoạn phát video trực tiếp mà tiếp tục phát ngôn và phát clip Quá trình xác minh, cơ quan công an đã mời những người có liên quan mà N nhắc đến trong clip. Tuy nhiên, N không có cơ sở chứng minh sự thỏa thuận giữa chủ trì chùa và chủ trại hòm MT. Sau khi công an huyện Long Hồ mời N làm việc, giải thích quyền và nghĩa vụ của người vi phạm, N đã thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành quyết định và đã chấp hành xong nghĩa vụ đóng phạt qua vụ việc cơ quan công an khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần tìm hiểu quy định của pháp luật hãy sử dụng mạng xã hội văn minh văn hóa tuyệt đối không được lợi dụng mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa truy xét và bắt giữ Võ Văn Sang, 37 tuổi, chú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và Trần Minh Tú, 44 tuổi, chú phường Chính Gián, quận Thanh Khê về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, do cần tiền tiêu xài nên hai đối tượng đã thông đồng thực hiện nhiều vụ trộm cắp và tiêu thụ nhiều xe máy trên địa bàn. Theo cơ quan công an, Võ Văn Sang không có việc làm nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để bán đi lấy tiền tiêu xài cá nhân thủ đoạn của Sang phần lớn là dạo quanh các khu dân cư, lợi dụng người dân sơ hở để xe máy không khóa cổ hay không có người trông coi thì thực hiện việc bẻ khóa chiếm đoạt, sau đó bán cho Trần Minh Tú. Thấy việc làm ăn thuận lợi, Tú lợi dụng nghề buôn bán phế liệu, đặt hàng cho Sang mua và bán xe trộm cắp. Mỗi xe bán được, Tú đưa cho Sang khoảng 2 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2024, Sang và Tú đã cấu kết với nhau thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 3 vụ trộm cắp xe máy của người dân vào ngày mùng 7, ngày mùng 10 tháng 5 và 16 tháng 9 năm 2024 trên địa bàn phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Hiện vụ việc đang được công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chân máy phong thủy Viên Viên 284 3 tháng 2, phường 12 quận 10 do có nhiều hành vi vi phạm. Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Tránh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của người dân phản ánh cơ sở chân máy phong thủy Viên Viên theo đó, thanh tra sở xác minh nội dung đơn thư, tổng hợp các nội dung quảng cáo của cơ sở để phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và tham mưu xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Theo thanh tra sở y tế thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra, đơn vị đã phát hiện bà Nguyễn Thị Đan Vi, chủ hộ kinh doanh chân mày phong thủy Viên Viên có các hành vi vi phạm gồm sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người, làm thay đổi màu sắc da, hình dạng khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể xăm phun theo trên da có sử dụng thuốc gây tê, dạng tiêm, tại các cơ sở không phải là bệnh viện hoặc chuyên khoa thẩm mỹ. Với những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt bà Nguyễn Thị Đan Vi với số tiền là 25 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở thời hạn 4,5 tháng và cơ sở chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động, người hành nghề có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh còn xử phạt bà Ngô Lĩnh Hương, nhân viên hộ kinh doanh Chân mày Phong Thủy Viên Viên với số tiền 35 triệu đồng với hành vi vi phạm khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Trên các nền tảng mạng xã hội, cơ sở Chân mày Phong Thủy Viên Viên liên tục đăng tải nhiều clip quảng cáo về dịch vụ, mở cung tài vận, mày môi phú quý mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ với chi phí chỉ 3 triệu đồng. Thế nhưng, trên thực tế, chi phí khi thực hiện các dịch vụ trên lên đến hàng chục triệu đồng. Bão Đại Tây Dương năm 2024 được coi là cao hơn mức trung bình khi bão Kirk và bão Leslie liên tục mạnh lên ở Đại Tây Dương vào đầu tháng 10. Bão Kirk lập kỷ lục mới là cơn bão xa nhất về phía đông ở Đại Tây Dương nhiệt đới đạt đến cường độ bão cấp 4 trong thang bão Saffir-Simpson 5 cấp vào thời điểm muộn như thế này trong đợt bão. Theo dự báo bão mới nhất của NHC ngày 4 tháng 10, Bão Kirk mạnh hơn nữa thành siêu bão với sức gió giật lên đến 215 km một giờ. Bão Kirk có thể gây ra tình trạng sóng lớn và dòng chảy xiết đe dọa tính mạng của con người vào cuối tuần này dọc theo bờ đông Mỹ cũng như ở Bermuda, quần đảo Greater Antilles và Bahamas. Ngay sau khi bão Kirk hình thành, bão nhiệt đới Leslie đã theo sau. Đây là cơn bão nhiệt đới được đặt tên thứ 12, hình thành vào cuối ngày 3 tháng 10 và mạnh lên thành bão lớn vào ngày 4 tháng 10. Điều này khiến Leslie trở thành cơn bão xa nhất về phía đông, hình thành vào thời điểm này trong năm, phá vỡ kỷ lục vừa được thiết lập của Kirk. Leslie có sức gió duy trì 85 km giờ và dự kiến sẽ mạnh lên trong những ngày tới, có khả năng trở thành một cơn bão cuồng phong. Bão Kirk và Leslie chứng minh các điều kiện thuận lợi đã giúp bão phát triển xa hơn về phía đông so với bình thường vào thời điểm này trong năm. Mực nước cao hơn mức trung bình và gió đứt rất thuận lợi cho sự phát triển của bão. Bão 2024 ở Đại Tây Dương đang diễn ra sớm hơn dự kiến cho đến nay, đợt bão năm 2024 đã chứng kiến 12 cơn bão có tên, 7 cơn bão cuồng phong và 3 cơn bão lớn. Đợt bão sẽ tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 11 năm nay. Từ 8 giờ sáng ngày 6 tháng 10, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn bắt đầu mở bán đại trà vé tàu Tết Ất Tỵ 2025. Theo ghi nhận từ sáng sớm cùng ngày, hàng trăm hành khách đã có mặt tại ga Sài Gòn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, đã lấy số thứ tự chờ mua vé. Ông Lê Văn Vũ 60 tuổi trú tại quận Bình Tân cho biết, từ 5 giờ sáng ông đã có mặt tại nhà ga. Chờ đến 6 giờ thì tôi được phát số thứ tự và đợi đến 8 giờ hơn là đến lượt mua vé. Năm nay tôi mua 3 cặp vé khứ hồi để cùng gia đình về quê ở Bình Định, đi vào ngày 24 tháng Chạp và quay lại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Năm nay giá vé cao hơn năm trước vài trăm nghìn mỗi vé. Đại diện chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến gần 10 giờ đã có khoảng 300 hành khách đến ga Sài Gòn để mua vé. Đường truyền và hệ thống bán vé ổn định, công tác bán vé diễn ra suôn sẻ. Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày đã có hơn 26.000 vé được bán ra, trong đó khách thanh toán bằng tiền mặt là hơn 9.000 vé và thanh toán online khoảng 17.000 vé. Ông Thái Văn Truyền, tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong thời gian cao điểm Tết, giá vé tàu sẽ có sự điều chỉnh dựa trên diễn biến thị trường và giá nhiên liệu. Cụ thể, giá vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tăng từ 4% đến 5% so với năm ngoái và tăng tùy loại vé, loại tàu. Hiện tại giá vé cao nhất tàu SE2 khoang giường nằm là 3,2 triệu đồng một vé chặng Sài Gòn Hà Nội và thấp nhất cùng chặng ngồi mềm là 2,2 triệu đồng một vé. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành đường sắt cung ứng khoảng 167.000 chỗ với 388 chuyến tàu phục vụ hành khách. So với cùng kỳ năm ngoái, ngành đường sắt giảm hơn 20 chuyến, giảm hơn 30.000 chỗ do năm nay không bán ghế phụ. Nhiều toa tàu, ghế ngồi được khoán cải sang toa giường nằm. Ông truyền nói và cho biết thêm, nếu nhu cầu hành khách tăng cao, ngành đường sắt sẽ tiến hành nối toa, chạy thêm tàu vào những ngày cao điểm. Theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, trong thời gian nghỉ Tết, từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2025, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết, công ty sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, Tam Kỳ, Diêu Trì, Nha Trang và ngược lại phục vụ hành khách đi du xuân tình trạng ùn tắc giao thông trước các cổng trường học tại thành phố Đà Nẵng vì việc phụ huynh đưa đón con đến trường khiến nhiều người đi đường bức xúc. Tại các trường tiểu học Hồng Quang, Nguyễn Văn Trỗi, trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng thường rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông vào cuối giờ chiều. Theo ghi nhận, vào giờ tan học, tuyến đường Hoàng Văn Thái, Tôn Đức Thắng có hàng trăm phương tiện xe ô tô, xe máy đỗ ở lòng lề đường đón con khiến các khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc, nhiều xe không có chỗ lưu thông thường xuyên lưu thông qua tuyến đường vào lúc tan học, anh Nguyễn Văn Quý, chú ở quận Liên Triểu bức xúc trước tình trạng ùn tắc do nhiều phụ huynh đậu đỗ xe không đúng chỗ. Anh Quý nói, tôi thường xuyên tan làm vào giờ này, chạy qua đây phải chen lấn nhau để đi rất nguy hiểm. Việc nhiều người đón con dừng xe giữa lòng đường khiến phương tiện gặp khó khăn khi tham gia giao thông qua khu vực này. Rất nhiều phụ huynh đến đón nhưng không đội mũ bảo hiểm cho con, thậm chí kẹp ba di chuyển trên đường tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đại úy Trần Viết Trinh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Liên Triều cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên có mặt tại các cổng trường vào mỗi giờ tan học để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, lượng phụ huynh đón con quá đông nên gây ra rất nhiều khó khăn. Đại úy Trinh nói, Chúng tôi cũng bàn bạc với nhà trường để đưa ra phương án phù hợp nhất, tránh tình trạng ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm. Đại úy Trinh cho biết thêm, về vấn đề phụ huynh đón con không đội mũ bảo hiểm lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra xử phạt những trường hợp chạy ngược chiều đón con không đội mũ bảo hiểm trước cổng trường để đảm bảo trật tự giao thông và đảm bảo an toàn cho nhiều người đi đường